Xin chào 500 anh em. Hôm nay mình vừa mua được một con bi sứ 608 xe. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thay vào một cái spinner của mình. Thay vào con bằng đồng 6 cánh này thì các bạn muốn thay bi thì nới lỏng những cái cánh ống vít vào. Con Zero số cánh đồng này thì bi của nó là bi sắt, quay rất chậm. Cho nên mình muốn thay bi sứ vào để tăng cái thời gian quay lâu của nó. Đây, sẽ tháo cái vòng bi này ra. Khá là cứng. Rồi, tốt nhất là tháo tất cả cánh của nó ra. Tháo sao ta? Gậy đi bút quá. Con này là không tháo được bi rồi. Sẽ thử một con khác. Ở đây, xong rồi. Khá đơn giản. Anh em ai biết đâu có công cụ tháo bi, vòng bi thì chỉ cho mình mua với nhau. Đây là con bi sứ mới mua bên Trung Quốc về. Hai vòng bi này khá giống nhau. Vòng bi này là vòng bi sắt. Đây là vòng bi sứ toàn phần, hoàn toàn bằng sứ nhá. Mình sẽ lắp vào đây. Nghe tiếng kêu thì khá là hay.
Rồi xong. Mày thử. Đây là phòng bí cũ này. Mình sẽ lắp cái con này vào. Sắp dừng rồi. Quay được hơn 1 phút, 1 phút rưỡi, chưa đầy 2 phút. Như vậy thì con bi sứ này, sứ toàn phần này, thời gian quay của nó cũng chỉ bằng bi sắt thôi. Chắc là do mình mua phải con bi sứ đều.